cờ chiến thắng, cách mạng thành. Tháng 8, ôi lịch sử cùng mấy ngày tháng 8, khắp Việt Nam cờ mọc với lòng dân. Thưa quý thính giả, đó là những vần thơ rộn ràng, đầy hào khí của nhà thơ Xuân Diệu, viết năm 1945. 74 năm về trước, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử nước nhà, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc. Trong chương trình Meddom Radio số 4, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam xin trân trọng gửi tới quý thính giả những dòng hồi ký của Nguyên Viện trưởng Viện Thiết kế Giao thông Vận tải, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Phúc Trí, một cựu thành viên của Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong Thành Hoàng Diệu, người trực tiếp tham gia những ngày tháng lịch sử ấy. Tôi nhớ năm 1944, khi tôi còn là học sinh của trường Louis Pasteur Hà Nội, tin về hoạt động của mặt trận Việt Minh và phong trào cách mạng đã loan truyền khắp thành phố. Được bạn bè giới thiệu, tôi tham gia vào Đoàn Thanh niên Cứu quốc. Một thời gian sau, tôi hoạt động trong đội thanh niên tuyên truyền xung phong Thành Hoàng Diệu, thành lập tháng 11 năm 1944. Hoạt động ban đầu của chúng tôi là giải truyền đơn, dán áp phích, truyền tay các tin tức cách mạng, tuyên truyền rộng rãi ở các công sở, trường học, rạp hát, rạp chiếu bóng. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, đội được đổi tên thành Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong Thành Hoàng Diệu, gồm 3 liên đội hoạt động công khai. Tôi được phân công hoạt động ở liên đội 2 do đồng chí Thái Hy là đội trưởng. Đoàn hoạt động công khai trong nhiều lĩnh vực như tham gia phá các cuộc meeting, triển lãm do địch tổ chức, phá kho thóc của Nhật chia cho dân, và nổi bật nhất là vào giai đoạn cao trào, đồng thời xuất kích treo 3 cờ trên 3 tuyến tàu điện và tiến hành diễn thuyết trong 3 rạp hát thành phố, gây được tiếng vang lớn, tạo thành thế cho cách mạng. Chiều ngày 17 tháng 8 năm 1945, chúng tôi tham gia phá cuộc meeting do Tổng hội, viên chức tổ chức tại nhà hát lớn, biến cuộc meeting thân Nhật thành cuộc meeting ủng hộ Việt Minh. Chiều ngày hôm đó, khi lực lượng Việt Minh trà lẫn vào dòng người đông nghịt trước cửa nhà hát lớn, chúng tôi nhập vào dòng người đông đảo đi bên lá cờ đỏ sao vàng, tiến theo đường Tràng Tiền về phía bờ hồ, vòng qua các phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Đồng Xuân cùng nhiều đường phố khác. Tất cả vừa đi vừa hô to khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh, đả đảo bố nhìn, Việt Nam hoàn toàn độc lập. Người xuống đường hòa vào cuộc biểu tình mỗi lúc một đông hơn, tràn ngập khí thế hừng hực, nổi dậy của toàn dân thủ đô. Hôm sau, chúng tôi được huy động đi khắp các phố phường Hà Nội tuyên truyền, mời đồng bào tham gia cuộc biểu tình do Việt Minh tổ chức vào ngày mai. Tôi nhận được lệnh tập trung ở Giáp Nhị. Tôi cùng bạn trong đội Tiền Oanh đạp xe nhanh chóng đến nơi tập kết. Trên đường đi qua ga Hàng Cỏ, tôi được đội trưởng Thái Hy đưa cho khẩu súng ngắn. Để tránh bị phát hiện, tôi cẩn thận dắt súng vào thắt lưng trước bụng, để vạt áo sơ mi che phủ kín súng. Bạn Oanh đi cùng cũng không biết. Tới nhà thương Bạch Mai, thấy bọn Nhật kéo dây thép gai ra ngăn đường, tôi định vượt qua quãng hở trên đường thì bất ngờ xe đạp bị tuột xích. Vừa lúc một tên lính Nhật tiến đến, hắn chặn tôi lại, tay vỗ vỗ vào túi lương khô đeo trên ghi đông. Vừa dắt xe, tôi cố đè khẩu súng trước bụng rồi nói: "Khoai khoai." Tên Nhật lưỡng lự rồi phất tay cho đi qua. Oanh không mang theo vũ khí nên đi qua rất đàng hoàng. Đi được một đoạn, tôi kéo vạt áo lên cho Oanh thấy khẩu súng, rồi chúng tôi nhìn nhau cười khoái trá. Đêm hôm đó, chúng tôi không ngủ được vì háo hức cho sự kiện của ngày mai. Sáng sớm ngày 19 tháng 8 năm 1945, tôi mang theo khẩu súng ngắn cùng đồng đội tiến lên bờ hồ Hoàn Kiếm. Thấy hàng nghìn người với vũ khí thô sơ ùa xuống đường, phía quảng trường nhà hát lúc này phủ kín cờ đỏ sao vàng. Theo phân công của Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc, Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong Thành Hoàng Diệu có nhiệm vụ đánh chiếm trại bảo an ninh nằm trên phố Hàng Bài. Đây là một lực lượng quan trọng của địch ở Hà Nội và trên toàn miền Bắc. Đoàn chúng tôi dẫn đầu đoàn người với khí thế ngập trời qua phố Tràng Tiền tiến thẳng về phía trại. Dọc đường, rất nhiều thanh niên yêu nước từ các tổ tự vệ gia nhập đội hình cùng hô to khẩu hiệu: "Hy sinh vì Tổ quốc, quyết giành thắng lợi cho tổng khởi nghĩa." Khi đoàn biểu tình đến nơi, cổng trại được khóa chặt và có 2 tên lính gác bên ngoài. Sau nhiều lần kêu gọi đầu hàng không được, một đoàn viên đã dùng kiếm chặt đứt dây xích khóa cổng. Toàn đoàn tràn vào trong trại, chia nhau chiếm giữ các vị trí trọng yếu của địch và khống chế đám lính bảo an. Cờ đỏ sao vàng nhanh chóng được kéo lên trên cột cờ giữa trại. Một số lính bảo an giác ngộ đã dẫn đường cho chúng tôi tiến đến chiếm kho vũ khí.
Xe tăng lính Nhật kéo đến bao vây quanh doanh trại, nhưng chính chúng lại bị quần chúng nhân dân bao vây vòng trong vòng ngoài, không ngớt hô vang khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh, đã gây áp lực tâm lý lớn cho quân đội Nhật. Cuối cùng, bọn Nhật đã phải rút lui và Việt Minh đã giành chiến quyền và làm chủ toàn thành phố. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền hoàn toàn thắng lợi. Sau những ngày cách mạng tháng 8, Đoàn Thanh niên Tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu được bổ sung lực lượng để hình thành tổ chức quân sự đầu tiên của thủ đô. Tôi được biên chế vào một trung đội đóng quân ở Quán Thánh, cạnh Trường Bưởi. Sau này, khi kháng chiến chống Pháp thành công, hòa bình được lập lại, anh em trong đoàn mới có dịp gặp mặt đông đủ 53 thành viên. Có những thành viên tôi chưa từng gặp mặt do hồi đó hoạt động bí mật. Tìm mỗi người một con đường hoạt động khác nhau. Người tiếp tục đi theo con đường binh nghiệp, người hoạt động trong các ngành khác, nhưng đều trưởng thành và đều là cán bộ ưu tú của cách mạng. Ký ức về những ngày mùa thu lịch sử năm 1945 đã khắc sâu trong tâm khảm của giáo sư Nguyễn Phúc Trí. Với ông, đó là niềm tự hào vĩnh cửu. Những câu chuyện hay về các nhà khoa học, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam xin được trân trọng gửi tới quý vị. Xin quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube của Trung tâm Di sản để nhận được thông báo sớm nhất. Rất mong nhận được sự góp ý và chia sẻ của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại!